Vâng, tại nhà chú Cường họa sĩ. Clip này tôi sẽ ghi clip thứ hai cho chúng ta cùng xem nhé. Clip trước thì chú Cường đã chia sẻ một số thông tin về cây cảnh. Clip này tôi cũng quay tự nhiên trong vườn chú để cho chúng ta xem những cây đẹp. Chúng ta cùng đi qua những cây và những đồ chơi của chú. Đây là cây ngọc anh, có bộ râm tàn khá dày. Còn đây là những đồ gốm, đồ gốm xưa rất nhiều, rất nhiều đồ chơi quý. Ở bên trong nhà thì dàn âm thanh, cái vườn cây của chú Cường cũng phải tính đến đầu trăm, số lượng rất lớn, cây to cây nhỏ đều có. Vâng, tôi thấy có cây xanh Nam Điền chú đang làm rất đẹp. Đây là cây phi lao, thân pháp điệu. Cây mai chiếu thủy râm dày, địa y bám lên tận râm. Vâng, phải nói rất nhiều. Ý tưởng sáng tạo rất hay. Chúng ta cùng đi ra về ngoài cổng để xem những cây đang làm của chú Cường nhé. Xem trực tiếp.
cây si, dòng si Đài Loan lá rất nhỏ, nhìn cũng rất đẹp, điệu. Vâng, ở đây có cái rành rành. Chú Cường có một dàn cây tùng La Hán, cây nào dáng cũng điệu, rất đẹp. Do số lượng cây khá nhiều cho nên tôi cũng sẽ quay lướt qua để cho chúng ta xem được số lượng cây của chú Cường. Số lượng rất nhiều. Phía sau chú còn trồng mấy cây mít cạnh nhà. Vâng, đây là cây lựu trên cao này. Cây của chú Cường rất đa dạng, rất nhiều chủng loại. Đây có lẽ là cái hồ tích nước để chú Cường tưới cây. Bác ơi, chú với bác Cường tôi lúc nãy không bảo, bây giờ nó đi ra nhà ngoài hết rồi. Đi có anh bảo anh lấy xe. Lấy cấu chụp rồi. Anh chụp giúp em. Tóm lại là giờ thì chưa biết làm cái tuổi năm sinh này, năm bảy không? Ừ. Lúc mình đặt cái bể này là
Đấy, đình đạt đây tuổi đình dậu chứ không phải là năm sản xuất. Theo năm tuổi 1957 theo tuổi của bác, năm sinh của bác đúng không? Cũng làm kỷ niệm. Thứ hai là đôi câu đối này này. Là đôi câu đối của giáo sư Vũ Khiêu tặng mình. Vâng. Gồm có hai nghề, một là nghề cây, hai là nghề vẽ. Vâng. Thì đây là hoa cỏ phùng xuân tâm bất lão. Tức là cái mùa xuân cây cỏ nó phát triển lên thì tâm trẻ mãi không già. Bên kia là giang sơn nhập họa bút sinh hương, tức là khi mà vẽ tranh ấy, mà đất nước nó vào trong tranh thì nó cái tâm hồn mình nó sao chuyển lên thì nó bút nó xuất thần, bút mà còn cả hương, bút sinh hương xuất thần. Đây chữ giang, cho nhìn chữ giang chữ sơn này nhìn. Giang sơn nhập họa. Chữ này đọc ngược. Đây chữ thủy. Em nhìn cái đấy thì không hiểu. Google dịch chắc là giang. chắc đây là một trong những kỷ niệm mà chơi khả năng lâu dài. Vâng. Còn lúc nào như nhiều may mà năm mai mà bán cây của bác Trần Đình Quân đi để lại cho à? Không, thì vấn đề là mình có quan trọng bán đâu. Vấn đề là làm thế để mục làm đích kỷ niệm. Đây coi như là mình tặng mình. Cứ nhìn cái chậu, cái nhìn cái chậu mà cái cây ông đặt lên chậu là biết là cây quý cỡ nào. Nhiều khi cái kỷ niệm quan trọng. Cái chéo là để cả cây cả cảnh cái chữ đấy. Tiếng chim hót là vui thật, có trà than cây đẹp này. Cây này được các mẹ đây. Ở trên trần nhà chú Cường còn nhiều cây tầm nhỏ. Anh em có đây trồng cây nhiêu? Đấy là cây của cháu Ti. Cháu Thỏa là nó có cái vườn ngoài nhà sàn hai kinh doanh. Vâng. Anh cũng cũng chơi. Quả là con rể, cháu lúc nãy là con rể. À, lúc nãy anh ngắm cái cây này không? Con rể, mới cưới, mới nhân không? Anh bảo là em là học trò của thầy Cường. Đấy, có người có học trò. Vâng. Có cả học trò, đến học trò có ba. Quả mới, ông vẫn cứ các khóa cứ nối tiếp ạ. Chắc là mở thêm một khóa nữa. Mở cho nó vui rồi, nhiều người người ta đi. Vâng. Thế là ông dạy ở tại nhà ấy luôn. Ở đây thôi. Vâng. Ở đây nó mới có cái thực hành. Vâng. Quan sát thực tế, ông dạy cái dưới trường thì khó. Cơ bản vẫn phải có thực tế. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.